cô chú anh chị nha. Hiện tại đây là biển là Ngà Tiên cả nhà, trước mình biển mấy cái hòn, thấy mấy cái hòn không? Mấy hòn nhìn ở ngoài biển nhìn rất là đẹp. Người dân ở đây người ta sống về biển. Tấp nập cá. Hôm nay thì mấy anh em đi trải nghiệm ra ngoài biển câu cá với câu mực, là những anh em đi chung này. Đồ nghề để đổ hết những con câu. Anh em bên kia nữa. Ở phía trước đó là thầy Bin TV cho cả nhà. Còn phía đây là người dân sống ở trên này. Thì mời cô chú anh chị cùng đón xem video nhé. Mực này bán sao chết? Chị em chiên ít mực chứ ít tôm anh. Rồi thịt còn tươi luôn cả nhà, sống tụi mới dưới ghe lên. Đây mấy anh em đang chuẩn bị, trước tiên là đi ghe nhỏ ra ngoài ghe lớn đậu ngoài, tại vì ở đây nó cạn quá, không thể ghe lớn không thể chạy tới đây được nữa cả nhà. Bây giờ ai bơi ra, bơi ra, bơi lại dính cạn nha. Đợi bên kia nữa. Rồi đợi đó nhưng mà đây nha, đây cảnh tượng mà mấy cái ghe nhỏ nhỏ mà nhớ về sống giữa biển cả nhà ha. Đây là bờ nè, người dân đang cân cá. Cá này những cái cá mới ghe mới vừa đưa lên luôn cả nhà. Đây là mình đây cả nhà, do trời nắng quá lâu rồi không ra ngoài nắng. Đang đợi hai anh em mua đồ vô nè. Đó, hai người đi vô nè. Nhìn thấy nè. Lên bắt đầu ra nghe mời cả nhà. Đây là thầy Bin TV. Chết. Nhiều đó, chưa tới 600 ngàn đó. Đứng trên xuồng nè, không dẫn luôn cái trời. Đấy rồi. Ê, ta ngay. Mời chỗ thùng đá rồi. Cái tôm nhỏ. Từ từ ra mà thôi luôn. Từ ra. Bước lên nha. Chạy dùng tới đây cái mưa mình mới thấy. Lên. Hai người bên cho lực cái bên đó. Đây là mấy anh em chuẩn bị bơi xuồng này ra ngoài để mà lên cái ghe ở đằng trước nha. Máy này nó giờ nó bị ma phát pin. Thấy thầy đẹp trai không cả nhà? Chiều mất mát quá vậy hả? Chiều mất mát quá vậy, nói gì chạy mấy hộp có chuyện gì mà có gì đó, có bia mà không có rượu hả? Chào cả nhà nha, mời cả nhà đi ra hòn với tụi mình chơi nha. Chào cả nhà. Nó vừa đi ra chiếc ghe có thùng thái bự bự đó đỏ. Ngoài ra là
em không nhận ra ghe em chiếc nào đó. Còn ghe của mối công để tôi cũng cho xíu nè. Có cho ra không? Có đi đâu nữa, lại coi ghe là chống được bọc được sau nhà. Mọi người con kéo lên sau nhà, cái chỗ nhà mới cắt sau nhà mới á. Bọc từ đó chống ra. Nè tại gió mạnh mạnh chút chó này nè là chống đã luôn trên cọc bờ mà. Nó về thả trôi đi á. Cái xuồng BK ở nhà đó, cái xuồng đậu trong vườn nãy đó. Còn lấy thức ăn là chỉ mệt là lúc đi thôi, lúc về nằm. Cái ghe ở phía trước nha cả nhà. Con buồn đằng ghe, ghe đó. Lần vừa nói chuyện này cái vô là lồng lồng tiếng phát phim Việt Nam phát hành đấy. Phát hành phát hành bộ phim. Đợt này mà gửi bộ phim đã có ta đây. Gửi ra nước ngoài cái này rồi. Chết lừa. Xin lỗi nội. Đấy khi ở ngoài quá. Hồi xưa thì la vàng, bây giờ thành vậy không à. Thoải mái không tới đâu tới. Biết điểm hết trơn à. Bộ phim này nó chá. Không bây giờ. Wow, này nó sáng. Tiếp theo cột điện trời mưa. Cháy ra đó chị không thấy mưa, không thấy, không có thấy được. Mưa đó nó kiểu như nó mưa lớn quá không thấy luôn. Không chỉ này chuẩn bị đến ghe nè cả nhà. Bên dưới đây tải hết luôn á. Cùng đến. Ôi vậy đó hả? Mấy anh em thì lặng. Sẽ lên ghe này và sẽ chạy ra hòn phía trước để mà trải nghiệm. Tay ghe, tay ghe cầm bên trong á. Đây ghe, đây là đến ghe. Ở đây có tờ lớp BK luôn. Thì, chuyển đồ lên nè. Bon á, chuyển mấy cái món để lên nè. Tàu. Vừa mà vừa cứng rồi phải thăng bằng nữa. Giờ giờ bỏ vô thùng nhỏ. Đứng không vững. Rồi lên đi lên rồi nó đi. Cho nó tan. Mấy anh em đã lên ghe hết rồi cả nhà. Dạ, chuẩn bị ra ngoài. Phế liệu gì đó hả? Mà lại cho tầm vàng mua một tháng một từng một bả giàu. Giàu à. Mua cái đảo. Ba tầm là bắt kiểu này cũng nói thì thấy mình chưa nói. Chiếc ghe này giờ đúng mới giờ em chuyển cỡ bao nhiêu tầng. Đây, mấy anh em chuẩn bị sẽ ra ngoài ngoài đảo phía trước nha cả nhà. Đang máy đã ghe đã đầy rồi. Mình thì không hề từng lên tàu. Lên nó một tay cầm quay một tay mà phải cầm dính lại nghe không thôi là được. Đấy, ghe đang hiện tại giờ đang kéo cái neo lên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mời cả nhà cùng đón xem nhé.
Xin chào tất cả mọi người, hiện tại giờ mấy anh em đã lên được cái đảo này cả nhà. Đây là một đảo nhỏ nha cả nhà. Đảo này cũng có người sống ở trên này, một hai người cũng có sống ở trên này. Đảo này đảo rất là nhỏ, xung quanh thì toàn là biển. Thì mấy anh em sẽ ghé ở đây, thứ nhất sẽ câu cá, thứ hai là sẽ tìm mò cái con giòm á, người ta kêu là con giòm á. Đây ở phía trước cũng là một đảo luôn. Ở đây đảo rất là nhiều cái biển, đảo rất nhiều biển này là biển ở kia dưới Hà Tiên, hiện tại nói chung là biển Hà Tiên đây. Đây này, phía đây này, con giòm nè, đây là con giòm này, thấy không? Nó bám vào mấy cục đá này các mọi người, con giòm với con gì này, cái này con gì không biết con gì nữa, đủ thứ. Đó, thì mấy anh em sẽ tìm câu cá ở đây và sẽ mò giòm ở đây. Như cả nhà, mời cả nhà cùng đón xem video nha. Quá trời này cả nhà, giòm này. Nó cái này bào ngư nè, bào ngư Việt Nam. Đây là bào ngư. Bào ngư Việt Nam. Nè, bào ngư. Giòm, nó bám lên cục đá này, thấy không? Là đó, bám lên đá một đống này, đó, nó bám rồi. Ngồi đây cứ lật đá lên ôm thôi anh, đừng có bước tới dưới, nóng lắm. Giờ mình cứ ra, thấy không? Cái này quá trời rồi. Biết chừng nào ấy, lâu lắm. Lẽ giòm này em đi kiếm cua đá cho ăn á. Ghê. Ghê. Con ghẹ, con ghẹ. Ghẹ, 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 ghẹ xanh, ghẹ nhỏ thế nè. Ghẹ nè. Chừng nào thấy con bự bự nó bám nó còn ngắm luôn nó luôn, hiện tại giờ nó con đang tản á thì nhìn thấy mấy con giòm luôn. Không còn phải mò. Wow. Phải lặn gì hết. Quay ha. Ui. Dạ. Đó, đang giòm. Nhóc luôn anh nhờ giòm cái nè. Đủ khổ luôn nè. Mình thấy không anh nhờ, sống ấy ha. Nó bám mấy con theo cái cục đá này nè, để mình săn tay áo mình lật cục đá này. Đó, thấy không? Nó bám mấy cục đá này. Đó. Cái này là mình phải đeo bao tay nha, nếu không là nó sẽ dễ bị đứt tay lắm. Đây ha, rất bự luôn á, cái gì bự lắm. Không một đống rồi kìa. Để xin bắt bắt ăn chút con lên gửi tiền đi. Cứ cho bá luôn. Nè, nhìn nó còn. Đó. Men này men ha. Mình sẽ nhận nhận đi phía trước tiếp nha cả nhà. Trời, tại nước nó đang cạn nên dễ bắt cái giòm lắm. Mình đang lội lội tự nhiên thấy cái cục này nè, không biết cái cục này là cục gì ta cả nhà. Tự nhiên nó có một cục trắng nè. Này là gì thầy? Này cục gì trắng vậy? Trứng vậy? Trứng mực á? Trắng bự cho bả luôn nè. Ừ, nó sứa. Sứa à? Hào sứa nhóc hết trơn nè, anh Tình ơi. Đây là sứa nha. Hào sứa nhóc hết trơn nè. Hào sứa mà nó cháo thôi. Còn gì bằng nữa.
đi con rẻ. Rồi nó kẹp kìa. Kẹp không buông đâu đó. Đủ nữa. Rồi rồi rồi. Con gì? Con gì? Mực á? Ô hả? Mọi vậy thôi. Mua đó. Mua đá. Mua đá, mua đá. Trời ơi, nhìn con cá hay cả nhà. À, cá nhỏ xíu rồi. Mới giờ thả xuống dính rồi. Có hai tiếp bắt cua con cua đá thôi. Kéo dùm đá lên chút bắt được rồi. Quá giờ bự rồi. Kìa, thầy kìa. Cua đá. Thầy sao lưng kìa. Tiếp vỏ đá lên nhẹ cái bắt được rồi. Quá giờ lớn rồi. Thầy sợ chưa camera. Ô được rồi, được rồi, được rồi. Đâu đâu được chưa, được chưa. Quá vậy cua đá kìa. À, con rồi nè. Bữa nhậu chưa. Ô quá vậy cá nè. Bày bày vô đó. Nó kệ đứng cua lên cá cho. Hôm nay thầy cầm em mình rộng đi. Đi gần gần em để ngồi. Hay lắm rồi. Thầy tỉ xuống đây với thằng Bình nè.